Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Tin buổi sáng của Kali Today. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 21 tây tháng 12 năm 2021. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Biến thể Omicron lan ra 48 tiểu bang của nước Mỹ. Thủ đô Washington ban bố tình trạng khẩn cấp. Và bài bình luận đầu tiên, Joe Manchin, chú lính chì dũng cảm của Đảng Cộng Hòa. Và tin về COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng hủy một sự kiện còn hơn tiêu tan cả cuộc đời. Và công ty Moderna đã công bố mũi thứ ba tăng cường giúp tăng kháng thể đến 37 lần chống biến thể Omicron. Và Donald Trump kiện Tổng trưởng lý New York bà Letitia James về các cuộc điều tra về doanh nghiệp của ông ta. Đảng Dân Chủ đang gặp khó cho việc thay thế một ghế thẩm phán về hưu trong tòa án tối cao. Stephanie Murphy, một phụ nữ người Mỹ gốc Việt, một nhà lãnh đạo của những người theo chủ nghĩa trung tâm của Đảng Dân Chủ sẽ không tái tranh cử. Và bài bình luận thứ hai, 10 ghế thượng viện có khả năng thay đổi vào năm 2022. Và tin về COVID-19 liên quan đến một thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa là người đã phản đối chích ngừa bắt buộc, đã qua đời vài tuần sau khi mắc COVID-19. Và bài bình luận thứ ba trong chương trình hôm nay, cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 là một phép thử mà hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ đã thất bại. Kính thưa quý khán thính giả, biến thể Omicron đã lan rộng ra khắp 48 tiểu bang của Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Mỹ ngay trước thềm năm mới. Có hàng dài người đứng chờ tại các trung tâm xét nghiệm COVID-19 đã trở thành những hình ảnh phổ biến tại nước Mỹ. Sự lây lan của biến thể Omicron tại nước này đã làm xáo trộn kế hoạch Giáng sinh và năm mới ở nhiều nơi, đồng thời khiến cho bệnh viện ở một số thành phố bị quá tải. Thị trưởng của Washington DC, bà Muriel Bowser, ngày 20 tây tháng 12 đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô của nước Mỹ do số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt. Quyết định này nhằm mở rộng những công cụ hành chính để bảo đảm chính quyền thủ đô có thể làm mọi biện pháp cần thiết về mặt hành chính như mua hàng hóa và dịch vụ. Biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà trên phạm vi toàn thành phố New York được khôi phục vào ngày 20 tây tháng 12 và có hiệu lực kéo dài đến ngày 31 tây tháng 1 năm 2022. Thị trưởng Bill de Blasio trong tuần này thì ông đã đưa ra quyết định xem liệu có nên tổ chức sự kiện mừng giao thừa năm 2022 ở quảng trường thời đại như ông đã hứa trong tháng 11 hay không. Còn tiểu bang California ở Los Angeles thì ngày 19 tháng 12 họ đã thông báo sự kiện mừng giao thừa tại Grand Park ở trung tâm thành phố sẽ không cho phép khán giả đến xem trực tiếp mà thay vào đó sẽ chỉ phát sóng trực tiếp. Còn tại tiểu bang Texas thì hệ thống bệnh viện của Houston đã báo cáo rằng biến thể Omicron hiện chiếm 82% tổng số ca nhiễm COVID-19 mới có triệu chứng của bệnh viện, tăng đáng kể so với 45% được ghi nhận hôm 17 tháng 12. Còn tại tiểu bang Missouri thì tiếp tục là tâm dịch mới của biến chủng Delta. Biến thể này vẫn chiếm 98% đến 99% số các ca bệnh mới ở tiểu bang này. Còn ở tiểu bang Kansas thì thưa quý vị, một số bệnh nhân đã ở trong phòng cấp cứu suốt một tuần trong khi chờ giường bệnh. Và tại tiểu bang Ohio, bệnh viện tạm dừng dịch vụ phẫu thuật cho các bệnh lý khác để tập trung hơn cho điều trị COVID-19. Trong khi đó thì thống đốc hai tiểu bang Maine và New Hampshire gần đây đã cử lực lượng vệ binh quốc gia đến để giúp đỡ các bệnh viện. Và không chỉ tại Mỹ đâu quý vị, cuộc sống của người dân tại nhiều nước châu Âu cũng bị xáo trộn ngay trước năm mới bởi vì sự hoành hành của biến thể mới Omicron. Chính phủ Anh đã tái áp đặt lệnh bắt buộc đeo khẩu trang, yêu cầu người dân xuất trình bằng chứng để chích vaccine đầy đủ nếu muốn vào các địa điểm đông người.
và nước này cũng đang cân nhắc các đường giới nghiêm mới và giãn cách xã hội. Còn Hy Lạp, một thành viên của châu Âu, thì sẽ cử 10.000 cảnh sát túc trực trong những ngày lễ để kiểm tra vaccine passport của người dân. Còn Hà Lan, cũng là một nước trong khối châu Âu, đã tiến hành phong tỏa toàn quốc. Tất cả cửa hàng không thiết yếu, quán bar và nhà hàng ở Hà Lan đều phải ngưng hoạt động cho đến giữa tháng 1 năm 2022. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào bài bình luận đầu tiên. Với nhan đề Joe Manchin, chú lính chì dũng cảm của Đảng Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, chúng ta đều biết tin không vui, tin bực mình, đó là thượng nghị sĩ Joe Manchin. Ông ta đã bảo vệ việc ông ta không ủng hộ dự luật xây dựng trở lại tốt hơn của Tổng thống Joe Biden. Trong một cuộc phỏng vấn dài trên đài phát thanh Fox News, Joe Manchin đã nói rằng ông ta sẽ không bao giờ bị các đảng viên đảng Dân Chủ Tiến Bộ làm lung lay, bất kể ông ta phải chịu bao nhiêu áp lực để ủng hộ các đề xuất của họ. Joe Manchin có vẻ tự tin khi mà đối đầu với các đảng viên cấp tiến khi dõng dạc tuyên bố rằng tôi biết họ đang ở đâu và tôi biết họ có thể làm gì và không thể làm gì. Tôi không đến từ nơi họ đến và họ không thể đánh gục được tôi. Joe Manchin cho biết hôm thứ Hai rằng ông ta đã nói với các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng viện rằng kế hoạch xây dựng trở lại tốt hơn là rất sâu rộng và Joe Manchin đang quan tâm nhiều hơn đến lạm phát, đến đại dịch COVID-19 và các phân chia địa chính trị. Nhưng mà với một lý do duy nhất mà ai cũng nhận ra kẻ ngoại đạo này muốn phá hủy chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden. Chỉ vì ông ta không muốn hủy bỏ hay ít nhất là lùi lại các đợt cắt giảm thuế năm 2017 mà Donald Trump đã ký để giúp cho những người giàu giảm thuế. Trong đó có ông ta. Quá đơn giản để nhìn ra giả tâm của một kẻ ngoại đạo, lấy lợi ích bản thân lên chính sự của quốc gia và quyền lợi của hàng triệu người Mỹ. Vì ông ta là một trong những thành phần nhà giàu được hưởng lợi từ quyết định cắt giảm thuế của Donald Trump trong năm 2017. Và điều khoản thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch sẽ ảnh hưởng đến vấn đề làm giàu bởi khai thác than đá từ tiểu bang nhà của ông ta. Kính thưa quý vị, Joe Manchin trước đó đã nói rằng ông ta sẽ ủng hộ một dự luật riêng để mở rộng thanh toán tín dụng thuế trẻ em. Nhưng một dự luật như vậy khó có thể thông qua tại Thượng viện, nơi mà đảng Dân Chủ đang kiểm soát chỉ với tỷ số mong manh. Và khi được hỏi rằng liệu ông Joe Manchin có nghĩ rằng ông ta vẫn còn chỗ đứng trong đảng Dân Chủ hay không, thì Joe Manchin đã trả lời: tôi hy vọng vẫn còn những người thuộc đảng Dân Chủ nghĩ như tôi và tôi có trách nhiệm về mặt tài chính và lòng nhân ái về mặt xã hội. Nếu họ muốn đẩy tôi ra xa hơn thì tôi sẽ chấp nhận ra đi. Khi tôi nghe câu nói này, tôi không biết nên dùng cách nhận xét về con người trao trở muốn làm một ngôi sao riêng lẻ trong bầu trời Dân Chủ. Ông ta có trách nhiệm về mặt tài chính ư? Điều này có đúng không quý vị? Khi mà muốn có một hóa đơn trị giá ít hơn khoảng 1.500 tỷ Mỹ Kim với những lợi ích ít hào phóng hơn, bó buộc hơn và lùi lại các đợt cắt giảm thuế năm 2017 mà Donald Trump đã ký, ông ta có lòng nhân ái về mặt xã hội ư? Điều này có đúng không quý vị? Khi mà ông ta phản đối việc mở rộng tín dụng thuế trẻ em được nhắm mục tiêu nhiều hơn cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình trong dự luật. Và câu nói ngạo mạn của tay chính trị gia cơ hội này chính là: các đảng viên Dân Chủ muốn tôi ủng hộ dự luật này, hãy làm lại từ đầu đi và toàn bộ rồi tôi sẽ tính tới. Thưa quý vị, Joe Manchin rõ ràng muốn kéo dài thêm thời gian, không chỉ vài tuần mà có thể là vài tháng, để yêu cầu đảng Dân Chủ phải soạn thảo lại trở lại từ đầu cũng dự luật đó.
và có thể ông ta sẽ sẵn sàng từ chối ký sau đó nữa. Các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện, Hạ viện, họ đang vỗ tay khen ngợi chú lính chì của đảng Cộng hòa trên mặt trận tiền phương. Đây không chỉ là một sự trì hoãn có chủ ý, để nghiên cứu lại, để tính toán thêm vì những mục đích có lợi cho người dân trong dự luật xây dựng trở lại tốt hơn của Tổng thống Joe Biden. Mà đây là một sự trì hoãn có chủ ý để chứng tỏ ông ta là một ngôi sao duy nhất mà đến cả Tổng thống cũng phải kiêng dè, phải e ngại. Nhưng nếu mối quan hệ căng thẳng giữa Chuck Schumer và Joe Manchin đang ngày càng xấu đi, thì sự nổi giận từ Tòa Bạch Ốc sẽ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Và những ngư ông đắc lợi đang ngồi rung đùi vui sướng từ Mar-a-Lago và sàn Thượng viện vì đã có được một người gác cửa trung thành làm tất cả mọi việc thay cho họ. Và sau cú đảo chính cuối năm của Joe Manchin, tôi nghĩ ông ta xứng đáng nhận lãnh danh hiệu chú lính chì dũng cảm do đảng trưởng Cộng hòa từ Mar-a-Lago trao tặng. Đó là một món quà Giáng sinh cho Joe Manchin không thể nào tuyệt vời hơn. Kính thưa quý khán thính giả, một bản tin liên quan đến Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới là ông Tedros Adhanom Ghebreyesus thì vừa cảnh báo các hoạt động ăn mừng lễ Giáng sinh và năm mới ở nhiều quốc gia có thể sẽ làm tăng ca mắc COVID-19, sẽ gây quá tải hệ thống y tế và dẫn tới thêm nhiều ca tử vong. Và ông cho rằng chẳng thà một sự kiện ăn mừng bị hủy bỏ vẫn tốt hơn là cả một cuộc đời bị hủy bỏ. Ông Tedros còn cho biết biến chủng Omicron đang phát tán nhanh hơn biến chủng Delta rất nhiều và lây bệnh cho cả người đã tiêm chủng đầy đủ hoặc người đã từng khỏi bệnh COVID-19. Biến chủng Omicron đã tạo lây nhiễm tăng nhanh hơn biến thể Delta và chỉ cần số lượng ca nhiễm cao cũng có thể làm cho hệ thống y tế trở nên quá tải và khiến thêm có nhiều người tử vong. Và liên quan đến COVID-19 thì công ty Moderna ngày 20 tháng 12 đã công bố việc chích mũi tăng cường thứ ba bằng vaccine của hãng này sẽ giúp lượng kháng thể có khả năng ngăn chặn biến chủng Omicron một cách đáng kể. Theo kết quả thử nghiệm của Moderna, đã cho thấy liều tăng cường hiện được cấp phép với liều lượng 50 microgram, tương đương với phân nửa liều dành cho mũi chích tiêu chuẩn, làm tăng mức độ kháng thể lên khoảng 37 lần. Hãng dược phẩm Mỹ cho biết theo New York Times. Nhưng mà liều đầy đủ với 100 microgram thậm chí nó còn tác động mạnh hơn, nâng mức kháng thể lên khoảng 83 lần so với mức trước khi chích mũi thứ hai. Và thông tin được đưa ra khi mà biến thể Omicron đang nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới và hầu hết các loại vaccine dường như không thể ngăn chặn đà lây lan của biến chủng này. Moderna đã thử nghiệm mũi thứ ba của một số phiên bản vaccine của hãng và trước khi chích mũi thứ ba thì mọi người đều có lượng kháng thể có thể chống lại biến chủng Omicron ở mức thấp. Vào ngày thứ 29, sau khi chích mũi thứ ba thì liều 50 microgram và 100 microgram của vaccine Moderna hiện tại đều làm tăng mạnh mức độ kháng thể. Và kết quả này dựa trên các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và không nắm bắt được đầy đủ các phản ứng miễn dịch của cơ thể để chống lại virus. Mặc dù vaccine không thể ngăn ngừa được khả năng bị nhiễm Omicron, nhưng chúng được kỳ vọng sẽ ngăn ngừa bệnh nặng ở đa số người dân. Và quay trở lại với tin chính trị của Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Donald Trump đã bắt đầu khởi kiện Tổng trưởng lý tiểu bang New York bà Letitia James về các cuộc điều tra về doanh nghiệp của mình. Hành động này diễn ra sau khi văn phòng của Tổng trưởng lý New York Letitia James cho biết họ muốn truy tố Trump vào tháng tới như một phần của cuộc điều tra gian lận thuế dân sự. Và Donald Trump đã đệ đơn kiện Tổng trưởng lý New York Letitia James vào thứ Hai, yêu cầu một lệnh tòa
để ngăn chặn cuộc điều tra gian lận thuế dân sự kéo dài của bà về các hoạt động kinh doanh của công ty của ông ta. Theo lời của Tổng trưởng lý Letitia James, cuộc điều tra của chúng tôi sẽ tiếp tục không hề nao núng vì không ai được phép đứng trên pháp luật cả. Thậm chí người nào đó có tên Trump hay không phải tên Trump cũng không có gì khác nhau. Bà đã cáo buộc Donald Trump và những người trong ban tham mưu của ông ta đã nhiều lần tìm cách trì hoãn cuộc điều tra của bà. Đây được xem là một vụ kiện bất thường khi mà Donald Trump muốn tìm kiếm một lệnh tòa có thể tuyên bố rằng các quyền của Trump đã bị vi phạm và yêu cầu tòa tạm dừng cuộc điều tra dân sự của Tổng trưởng lý Letitia James, cũng như sự liên quan của bà với các cuộc điều tra hình sự của luật sư quận Manhattan về công ty của Trump. Tổng trưởng lý Letitia James đang điều tra xem liệu Trump Organization có gian lận trong việc báo cáo giá trị của một số tài sản cho các ngân hàng và các cơ quan thuế hay không, đồng thời đã thẩm vấn các giám đốc điều hành hàng đầu khác, bao gồm cả con trai của Trump là Eric Trump. Văn phòng của bà James cũng đang cân nhắc xem có nên nộp đơn kiện dân sự để chống lại công ty của ông ta hay không. Bà Letitia James cũng đang hỗ trợ cuộc điều tra hình sự do văn phòng công tố Manhattan đứng đầu về các âm mưu gian lận thuế bị cáo buộc tại công ty của Trump. Họ đã buộc tội Trump Organization và giám đốc tài chính của tổ chức này Alan Weisenberg về hành vi gian lận thuế vào đầu năm nay, nhưng mà cả hai đều không nhận tội. Bà Letitia James đã phủ nhận rằng cuộc điều tra Trump Organization có động lực chính trị và nói rằng nó xuất phát từ lời khai của cựu luật sư cũ của Trump là Michael Cohen trước Quốc hội vào năm 2019 về các hoạt động kinh doanh mờ ám và trốn thuế của Donald Trump. Luật sư cũ của Donald Trump, Michael Cohen, đã làm chứng rằng Donald Trump đã thổi phồng tổng tài sản của mình khi nó phục vụ cho các mục đích vay tiền của ông ta và giảm phát giá trị tài sản của ông ấy để giảm thuế bất động sản. Năm 2018, Michael Cohen đã bị kết án 3 năm tù giam vì những gì mà một thẩm phán tòa án liên bang Manhattan gọi là hành vi phạm tội thực sự, bao gồm việc tạo điều kiện cho các khoản thanh toán bí mật cho những phụ nữ vì có quan hệ tình dục với Donald Trump và nói dối trước Quốc hội về các giao dịch kinh doanh giữa Trump và các doanh nhân trong chính quyền của nước Nga. Và kính thưa quý khán thính giả, hiện nay đảng Dân Chủ đang gặp khó khăn cho việc họ muốn thay thế một ghế thẩm phán về hưu trong tòa án tối cao. Các đảng viên Cộng Hòa ở Thượng viện thì họ đã tuyên bố rằng họ sẽ sẵn sàng từ chối tất cả những bổ nhiệm của Tổng thống Joe Biden cho một ghế vào tòa án tối cao nếu họ chiếm đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Những thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã quyết tâm chặn bất cứ đề cử nào sau sự nghỉ hưu của thẩm phán thuộc đảng Dân Chủ Stephen Breyer. Các đảng viên Dân Chủ tại Thượng viện và Tòa Bạch Ốc đang cảm thấy lo lắng hơn trong những tuần gần đây về có thể khả năng là đảng Dân Chủ sẽ bị xóa sổ, bị mất cái thế đa số giữa nhiệm kỳ, nhưng mà vẫn tránh trực tiếp kêu gọi thẩm phán Stephen Breyer từ chức sớm vì sợ rằng điều đó nó sẽ phản tác dụng. Thẩm phán Stephen Breyer đã tuyên bố rằng việc xác nhận người thay thế ông ta không nên mang tính chính trị. Nhưng thưa quý vị, liệu lời kêu gọi của ông ta có ai muốn lắng nghe hay không? Với một đảng Cộng Hòa đang muốn dựa vào thế đa số bảo thủ trong tòa án tối cao để phục vụ những lợi ích chính trị của họ. Tuy nhiên, các đảng viên Dân Chủ hàng đầu tại Washington thì muốn thẩm phán Stephen Breyer thông báo rằng ông sẽ tham dự ngay cả trước khi kết thúc nhiệm kỳ tòa án vào tháng 6 năm tới, để họ có thể tiến hành các phiên điều trần xác nhận trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Và với tỷ số 50-50 hiện nay và một số thành viên đảng Dân Chủ ở Thượng viện lớn tuổi, những người đến từ các tiểu bang có thống đốc đảng Cộng Hòa, thì họ đang bước vào một năm mới 2022 với nhiều lo sợ về thế đa số mong manh của đảng Dân Chủ tại lưỡng viện Quốc hội có thể bị lật đổ một cách tương đối dễ dàng.
Nhiều thành phần đảng Dân Chủ tại Thượng viện phàn nàn rằng thẩm phán Stephen Breyer dường như đã để cái tôi của mình lấn át công việc và chức vụ của ông ta. Còn đối với Tổng thống Joe Biden, thì ông mạnh dạn đưa ra đòi hỏi rằng Stephen Breyer nên đưa ra quyết định của riêng mình sớm nhất có thể để tránh việc đảng Dân Chủ và Tổng thống Joe Biden có thể gặp khó khăn trong việc chuẩn thuận người thay thế. Mỗi ngày mà ông Stephen Breyer vẫn còn ngồi trong tòa án tối cao, vẫn là một ngày mà Tổng thống Joe Biden không thể thực hiện cam kết tranh cử của mình là đề cử một phụ nữ người da đen đầu tiên vào tòa án tối cao. Và cũng tin chính trị Hoa Kỳ và liên quan đến một người phụ nữ gốc Mỹ gốc Việt, kính thưa quý vị, đó là bà Stephanie Murphy, một nhà lãnh đạo của những người theo chủ nghĩa trung tâm của đảng Dân Chủ, tuyên bố sẽ không ra tái tranh cử. Và đây là cái tin buồn cho đảng Dân Chủ. Nữ dân biểu Stephanie Murphy, một tiếng nói hàng đầu của phe ôn hòa đảng Dân Chủ tại Hạ viện. Hôm thứ Hai thì bà đã tuyên bố rằng mùa thu tới, bà sẽ không ra tái tranh cử. Đây được xem là một tổn thất nhức nhối khác cho đảng Dân Chủ của bà. Tuy nhiên, bà Stephanie Murphy không loại trừ khả năng sẽ ra ứng cử cho một vị trí công chúng khác trong tương lai. Bà Stephanie Murphy là một đảng viên đảng Dân Chủ của tiểu bang Florida, người đã lật đổ ghế chiến trường do đảng Cộng Hòa tổ chức vào năm 2016 và là người hoạch định chiến lược thông minh giúp đảng Dân Chủ tiếp quản Hạ viện 2 năm sau đó. Năm 2018, bà cho biết là sẽ rời khỏi chính trường để dành nhiều thời gian cho gia đình, bao gồm cả hai đứa con đang tuổi đi học của bà. Và cách đây không lâu thì bà đã từng tỏ ý cân nhắc về một thách thức chống lại thượng nghị sĩ Marco Rubio vào mùa thu năm sau. Nhưng bây giờ thì bà cho biết là bà sẽ rời đi sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại của mình trong Hạ viện, nơi bà và những người điều hành khác hy vọng sẽ giúp cứu vãn dự luật biến đổi khí hậu và dự luật chi tiêu xã hội của Tổng thống Joe Biden. Stephanie Murphy là đảng viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện đương nhiệm thứ 22, là người thứ 22 sẽ từ bỏ cuộc tái tranh cử vào năm tới. Và với làn sóng từ nhiệm, về hưu không thiết tha với chính trường, bát nháo, lộn xộn, đấu đá vì quyền lực ngày càng nhiều hơn, thì thưa quý vị, đối với những sự ra đi ngày càng tăng khi mà các cơn gió ngược độc hại của lịch sử và chính trị nhuốm màu bạo lực đã cho thấy khả năng giành lại quyền lực của đảng Cộng Hòa ngày càng rõ nét hơn. Và nếu tình thế đó xảy ra, thì một Hạ viện với môi trường sinh hoạt chính trị độc hại sẽ căng thẳng hơn giữa thảm họa kép của đại dịch COVID-19 và cuộc nổi dậy Capitol. Điển hình là những mối đe dọa đang muốn chống lại bà Stephanie Murphy và gia đình của bà từ những thành phần cực đoan ủng hộ Trump và đảng Cộng Hòa đang đe dọa gia đình bà. Nhưng mà cũng có thể vì số tiền gây quỹ mờ nhạt của Stephanie Murphy chỉ đạt được 140.000 Mỹ Kim trong một quý, đã đưa ra cái suy đoán rằng bà có thể thay đổi quyết định vì vấn đề này hay là vì vấn đề bị gia đình bị đe dọa. Các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ đã tìm cách giảm nhẹ xu hướng nghỉ hưu trong năm nay của các đảng viên Dân Chủ khi mà họ cố gắng giữ vững đa số trong tháng 11 tới, bất chấp những trở ngại chính trị ngày càng tồi tệ hơn. Và kính thưa quý các thính giả, chúng ta bước qua bài bình luận thứ hai khi nói về 10 ghế thượng viện có khả năng thay đổi vào năm 2022. Khi mà cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 ngày càng đến gần, thì các cuộc đua vào thượng viện sắp bắt đầu một cách gay gắt hơn, với chi tiêu quảng cáo tăng mạnh để các ứng cử viên chứng minh rằng họ nghiêm túc thực hiện tham vọng. Đảng Cộng Hòa sẽ phải đối mặt với những khó khăn tại ít nhất 6 trong số 10 tiểu bang, như ở New Hampshire. Họ thất vọng khi thống đốc không chịu ra ứng cử ở Thượng viện. Các đảng viên Cộng Hòa đang ra sức giành được sự ủng hộ của Donald Trump, khiến cho các cuộc bầu cử sơ bộ nó trông rất giống như là những cuộc tranh cử
của những ứng cử viên chỉ muốn chứng tỏ lòng trung thành đối với Trump, hơn là vì ứng cử vì tham vọng chính trị độc lập và trở thành những nhà lập pháp đúng nghĩa, đại diện cho người dân. Hầu hết các ứng cử viên, họ đang lặp đi lặp lại nhiều phiên bản khác nhau của những lời nói dối của Trump về gian lận trong các cuộc bầu cử năm 2020 để có được sự ủng hộ từ Mar-a-Lago. Với tình hình chính trị hiện nay, thì khi lạm phát gia tăng và đại dịch kéo dài, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về khả năng thu hút người Mỹ đến với những cuộc bầu cử sẽ như thế nào. Thưa quý vị, 3/4 người Mỹ nói rằng họ đang lo lắng về tình trạng của nền kinh tế đất nước hơn là những chuyển biến chính trị hay những cuộc bầu cử của cả hai đảng phái. Người Mỹ dường như đang để ý đến những điều thiết thực nhất trong đời sống của họ. Và điều đáng lo ngại hơn là có một nửa số người Mỹ không tán thành cách Tổng thống Joe Biden đang điều hành nền kinh tế quốc gia. Theo lệ thường thì đảng chính trị của Tòa Bạch Ốc thường bị trừng phạt vào giữa nhiệm kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống mới. Và năm tới đây, 2022, có lẽ sẽ cũng không nằm ngoài thông lệ đó. Đặc biệt là khi hiện thực đáng thất vọng với sự chậm chạp của các nhà lập pháp đảng Dân Chủ tại Lưỡng viện Quốc hội, họ đã không xúc tiến thành công việc thay đổi quy tắc quyền bỏ phiếu để đẩy mạnh đạo luật vì nhân dân, quyền bầu cử. Cộng với sự chán nản, trầm uất vì bị giãn cách xã hội với đại dịch kéo dài, lạm phát tăng cao là những dấu hiệu không khả quan lắm cho triển vọng tranh cử của đảng Dân Chủ. Dù đảng Cộng Hòa không bị quy kết cho những khó khăn của đất nước, nhưng họ vẫn phải đối mặt với những khó khăn riêng với 10 ghế thượng nghị sĩ mà chúng ta có thể điểm sơ qua. Những chiếc ghế nào có nhiều khả năng sẽ bị lật trong mùa thu tới năm 2022? Thứ nhất là Pennsylvania. Thưa quý vị, đối với đảng Cộng Hòa thì thượng nghị sĩ đương nhiệm Pat Toomey sẽ nghỉ hưu. Ông ta sẽ có một đảng viên Cộng Hòa đầy tham vọng như tiến sĩ Mehmet Oz, một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực và là một ngôi sao truyền hình người gốc Ohio, đã cổ võ quan điểm của Trump với việc dùng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine như một cách để điều trị coronavirus, mà chúng ta thường gọi là Dr. Oz. Nhưng mà ông ta không phải là ứng cử viên duy nhất sống ở nơi khác. Với việc thượng nghị sĩ Pat Toomey nghỉ hưu, thì các đảng viên đảng Dân Chủ cũng đang hy vọng vào cựu trung tướng John Fetterman, đang dẫn đầu với nỗ lực gây quỹ hàng đầu, và điều này khiến cho đảng Cộng Hòa sẽ gặp nhiều khó khăn ở đây. Thứ hai là Georgia, là thượng nghị sĩ đương nhiệm Raphael Warnock, thì Mitch McConnell đang hậu thuẫn David Perdue hoặc là Kelly Loeffler để thách thức thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Raphael Warnock, người hiện đang tranh cử với nhiệm kỳ 6 năm đầy đủ. Về phía đảng Dân Chủ thì ứng cử viên Stacey Abrams sẽ tranh cử thống đốc một lần nữa, khiến cho các đảng viên Dân Chủ trở nên hào hứng và những người hy vọng bà có thể sẽ giúp đẩy thiểu số cử tri đi bầu. Những cái tên nổi tiếng trong cuộc đua giành chức thống đốc bảo đảm rằng tiểu bang Georgia sẽ một lần nữa trở thành tâm điểm của vũ trụ chính trị vào năm 2022. Và thứ ba là tiểu bang Wisconsin, với thượng nghị sĩ đương nhiệm đảng Cộng Hòa là Ron Johnson. Thì thượng nghị sĩ Ron Johnson là người luôn cổ võ cho những thuyết âm mưu về Covid-19, nhưng địa hình cạnh tranh thì có thể không thuận lợi cho các ứng cử viên đảng Dân Chủ, khi mà đa số cử tri ở Wisconsin bày tỏ quan điểm trong thời gian gần đây rằng họ muốn trừng phạt đảng của Tổng thống vì vấn đề kinh tế. Và tiểu bang thứ tư là Arizona, thì thượng nghị sĩ đương nhiệm là đảng viên Dân Chủ Mark Kelly. Ông thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Mark Kelly đang tranh cử cho đủ nhiệm kỳ 6 năm sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt vào năm ngoái. Ông từng là một phi hành gia và là chồng của cựu dân biểu Gabby Gifford. Ông Kelly có một tiểu sử cá nhân hấp dẫn và là một nhà gây quỹ ấn tượng. Tuy nhiên,
lợi thế lớn nhất của ông là một đảng Cộng Hòa đang bị xáo trộn và không có một ứng cử viên rõ ràng nào đủ uy tín có thể vượt qua Mark Kelly. Và tiểu bang thứ 5 là Nevada, thưa quý vị. Với thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Dân Chủ là Catherine Cortez Masto. Với cựu bộ trưởng tư pháp tiểu bang Adam Laxalt đã nhận được sự ủng hộ của cả Mitch McConnell và Donald Trump để cố gắng lật đổ thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ nhiệm kỳ đầu tiên. Bà Catherine Cortez Masto là thượng nghị sĩ người gốc Latin đầu tiên của đất nước. Và tiểu bang thứ 6 là North Carolina. Thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa Richard Burr sẽ nghỉ hưu và các cuộc bầu cử sơ bộ của North Carolina là một trong những cuộc bầu cử sơ bộ sớm nhất trên toàn quốc. Nhưng mà các ứng cử viên hiện có thêm vài tuần để đưa ra quan điểm của họ cho các cử tri. Với việc tòa án tối cao của tiểu bang đã trì hoãn các cuộc tranh cử đề cử từ tháng 3 đến tháng 5 vì các thách thức pháp lý phân chia lại. Trong khi các đảng viên Cộng Hòa tiếp tục tấn công nhau ở đây, thì lĩnh vực của đảng Dân Chủ về cơ bản đã tự sắp xếp và định vị Sherry Beasley, người phụ nữ da đen đầu tiên giữ chức vụ chánh án của tòa án tối cao tiểu bang, với tư cách là người được đề cử. Và tiểu bang thứ 7 là New Hampshire, với thượng nghị sĩ đương nhiệm là đảng viên đảng Dân Chủ Maggie Hudson. Thưa quý vị, Giáng sinh đến sớm đối với thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ nhiệm kỳ đầu tiên Maggie Hudson vào tháng trước khi mà thống đốc Chris Sununu tuyên bố ông ta sẽ không tham gia tái tranh cử. Và sau đó là cựu thượng nghị sĩ Kenley Ayotte từ bỏ cuộc đua. Nếu không có cái tên rõ ràng như Sununu, thì các ứng cử viên đảng Cộng Hòa khác được xác định là không đủ sức đối đầu với Maggie Hudson. Và tiểu bang thứ 8 là Florida. Và thượng nghị sĩ đương nhiệm là Marco Rubio, đảng viên Cộng Hòa. Ông ta đang tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 với sự hậu thuẫn của Trump và có khả năng phải đối mặt với dân biểu đảng Dân Chủ Van de Mings. Đây là khó khăn đối với đảng Dân Chủ trong tình trạng tiểu bang Florida có xu hướng chuyển qua màu đỏ trong những năm gần đây. Nhưng hồ sơ của Van de Mings với tư cách là cựu cảnh sát trưởng Orlando và cách gây quỹ ấn tượng của bà có khả năng giữ cho đảng Dân Chủ ít nhất một sự cạnh tranh mạnh mẽ. Và tiểu bang thứ 9 là Ohio, với thượng nghị sĩ đương nhiệm là người của đảng Cộng Hòa Rob Portman nghỉ hưu. Đây là cuộc đua đặc biệt. Nhiều đảng viên Cộng Hòa muốn ông tiếp tục tái tranh cử vì ông là một trong những nhà đàm phán hàng đầu về luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng. Trong khi đó thì dân biểu đảng Dân Chủ Tim Ryan đã cam kết hỗ trợ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của mình, nhưng sẽ gặp không ít khó khăn trước một đảng viên Cộng Hòa nào khác được Trump ủng hộ. Và tiểu bang thứ 10 là Missouri, với thượng nghị sĩ đương nhiệm là người của đảng Cộng Hòa Roy Blunt nghỉ hưu, thì Donald Trump đã gợi ý rằng ông ta sẽ tán thành dân biểu đảng Cộng Hòa Billy Long trong cuộc đua vào thượng viện của Missouri, nơi mà thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Roy Blunt sẽ nghỉ hưu. Nhưng đồng thời chủ tịch thượng viện của tiểu bang Dave Just vừa tuyên bố sẽ ra tranh cử vào tháng trước và phía đảng Dân Chủ thì chưa thấy gương mặt đáng giá nào xuất hiện cả. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta bước vào bài bình luận thứ 3 trong chương trình hôm nay thì có một cái tin ngắn về COVID-19. Với một tay thượng nghị sĩ Cộng Hòa là người phản đối mạnh mẽ vấn đề chích ngừa bắt buộc đã qua đời vài tuần sau khi mắc COVID-19. Thượng nghị sĩ Doug Erickson là một đảng viên Cộng Hòa. Ông ta vừa qua đời ở tuổi 52, tương đối trẻ, chỉ vài tuần sau khi nhận kết quả dương tính với COVID-19. Thượng nghị sĩ Erickson đã qua đời hôm 17 tháng 12, và trước đó khoảng một tháng thì ông ta đã liên hệ với các đồng nghiệp đảng Cộng Hòa của ông ta để thông báo về việc ông nhận kết quả dương tính với COVID-19 sau khi đến El Salvador. Ông cũng xin lời khuyên từ các thành viên Hạ viện và Thượng viện Mỹ về cách nhận thuốc kháng thể đơn dòng vốn không có sẵn ở quốc gia Mỹ Latin này. Nhưng mà không lâu sau đó,
thì ông Erickson đã trở về Mỹ trên một chuyến bay di tản y tế và được tiếp tục điều trị tại một bệnh viện ở tiểu bang Florida. Ông Erickson từng có 6 nhiệm kỳ làm việc tại Hạ viện trước khi được bầu vào Thượng viện năm 2010, và ông từng là người phụ trách chiến dịch tranh cử của Donald Trump ở khu vực Washington. Đáng chú ý, kính thưa quý vị, vị thượng nghị sĩ này là người từng thẳng thắn chỉ trích lệnh đối phó khẩn cấp với COVID-19 của thống đốc đảng Dân Chủ Jay Inslee và đã đệ trình dự luật bảo vệ quyền của những người không muốn chích ngừa vaccine. Rất đáng tiếc khi mà nhân vật chống vaccine này lại không còn sống để theo đuổi đến cùng dự luật bảo vệ quyền không muốn chích. Thôi, chết, chứ không chịu hy sinh. Tôi chỉ muốn nói với ông, goodbye forever. Và kính thưa quý vị, chúng ta bước vào bài bình luận thứ 3 trong chương trình hôm nay với nhan đề cuộc nổi dậy ngày 6 tây tháng 1 là một phép thử mà hiến pháp và luật pháp Mỹ đã thất bại. Kính thưa quý vị, sự ủng hộ công khai của Donald Trump đối với những kẻ nổi dậy vào ngày 6 tây tháng 1 đã được ghi nhận rõ ràng. Những hình ảnh khủng khiếp trong ngày 6 tây tháng 1 đã tạo ra sự kinh hoàng cho hầu hết người dân Mỹ bình thường và các chính trị gia cũng như cả thế giới này. Không ai dám tin vào mắt mình rằng những hành động nổi loạn đó nó lại đang xảy ra tại một đất nước dẫn đầu về tự do, dân chủ trên thế giới cả. Chẳng ai tin cả. Đó là một vết nhơ lâu dài, một sự ô nhục và không thể tha thứ đối với di sản của Donald Trump. Những người Mỹ từ cả hai đảng phái chính trị đều nhận ra rằng khi đó chỉ có Donald Trump mới có khả năng ra lệnh cho đám đông cuồng loạn phải ngừng lại. Nhưng mà mỗi phút, mỗi giờ trôi qua, Donald Trump đã không làm gì. Chính là những bước dẫn đến sự thất bại của nền dân chủ Mỹ. Nhưng không hẳn là những người ủng hộ Trump và các đảng viên Cộng hòa mới phải chịu trách nhiệm về cả cuộc nổi dậy và sự cố gắng để tẩy trắng lịch sử để xóa tội cho Donald Trump và cho chính họ. Họ không hẳn là những người thất bại duy nhất đâu, mà cả các đảng viên đảng Dân Chủ, những người đã làm rất nhiều để nâng cao cảnh báo về mối đe dọa đối với nền dân chủ, cũng phải gánh trách nhiệm vì họ đã không thể nào thông qua được các cải cách cần thiết để bảo vệ đất nước trước các hành động phản dân chủ trong tương lai. Và cả thể chế hành pháp, thể chế tư pháp cũng không thoát khỏi trách nhiệm vì đã không nắm vững được thanh gươm công lý để thực thi luật pháp một cách nghiêm minh, để cho những tên thảo khấu cướp cạn mặc sức tung hoành. Thưa quý vị, mỗi đảng phái với nền tảng chính trị và vị trí trong chính trường của Hoa Kỳ đều thất bại. Dù cách thức thất bại nó có khác nhau, thể chế hành pháp và tư pháp dường như giữ im lặng tối đa, không hành động và cũng không phản kháng. Trên thực tế, công bằng mà nói rằng nền dân chủ Hoa Kỳ ngày nay đang ở một vị trí nguy hiểm hơn rất nhiều so với thời kỳ xảy ra cuộc nổi loạn ngày 6 tây tháng 1. Và có điều rất dễ nhận ra sau vụ nổi loạn rằng hầu hết các phong trào bảo thủ cực đoan, họ đã mạnh tay lược bỏ những thành phần đã cố tình đi chệch khỏi đường lối của Donald Trump. Và điều đó càng khiến cho những người Mỹ ủng hộ dân chủ phải tăng cường bảo vệ các cuộc bầu cử. Nhưng mà rất tiếc cho đến nay, họ đã làm không tốt công việc của mình. Mặc dù một số đảng viên dân chủ trong quốc hội đã gợi ý rằng họ có kế hoạch tập trung vào quyền biểu quyết trước khi thông qua đạo luật xây dựng trở lại tốt hơn. Nhưng mà có rất ít bằng chứng cho thấy họ có đủ được sự ủng hộ để chấm dứt tình trạng bỏ phiếu. Đó là một hành động cần thiết để thông qua các biện pháp bảo vệ quyền biểu quyết chỉ với số phiếu của đảng Dân Chủ. Nếu không vượt qua được những cải cách này,
thì sự quản trị nền dân chủ ở Mỹ sẽ còn trở nên khó khăn hơn vào năm 2022 và 2024 so với năm 2020. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta phải nhìn nhận một cách công bằng rằng các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa, họ đang cố gắng tẩy trắng lịch sử để tự xóa tội cho chính bản thân họ, cho đảng phái của họ và cho chính Donald Trump. Quay trở lại năm 2015 và đầu năm 2016, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, những người đã từng có những tuyên bố nhận thức đầy đủ về những mối đe dọa mà một nhiệm kỳ tổng thống nếu giao cho Donald Trump đại diện cho đảng. Những cảnh báo đó đều đúng hết tất cả, đúng hoàn toàn. Glenn Beck đã cảnh báo đúng khi mà cho rằng Donald Trump là một kẻ vô đạo đức. Marco Rubio thì nhận định về Trump khi đó là những kẻ đam mê quyền lực của thế giới thứ ba. Còn Lindsey Graham thì cho rằng Donald Trump sẽ là kẻ tiêu diệt Đảng Cộng Hòa. Nhưng khi rõ ràng Trump là con đường dẫn đến quyền lực chính trị cho Đảng Cộng Hòa, thì họ đã nỗ lực để xóa bỏ kiến thức, xóa bỏ cả những câu tuyên bố, những lời nhận định của họ về Donald Trump trước đó. Tuy nhiên thưa quý vị, chủ nghĩa nổi dậy của cánh hữu, nó không chỉ dừng lại ở việc cố tình xóa trí nhớ và những lời mà họ đã phát biểu, mà họ còn cố gắng làm việc chăm chỉ để viết lại một câu chuyện khác về cuộc nổi dậy. Họ kể lại về những người ủng hộ Trump không phải là những kẻ gây hấn, những kẻ nổi loạn, mà họ là những người yêu nước, đi du lịch, những người bình thường. Và hệ thống truyền thông cánh hữu đã tung ra câu chuyện về một lý tưởng cao cả, rằng những người nổi dậy là những công dân tốt, yêu nước, và họ chỉ muốn thực hiện các quyền hiến định cơ bản của họ, nhưng lại bị bắt bớ như những tù nhân chính trị. Những lập luận ngụy biện đó có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, từ những tuyên bố của Donald Trump từ Mar-a-Lago cho đến loạt bài tuyên truyền cuộc thanh trừng yêu nước của Tucker Carlson, cho đến podcast nổi tiếng của Steve Bannon. Ngày nay thì có rất ít những người ủng hộ Trump, đám nha trảo trong ban tham mưu của Trump, sẽ dám thừa nhận những gì mà họ, hầu như tất cả họ đã biết trong ngày hôm đó. Chẳng ai dám nói ra cả. Với ý định của một bên là chống lại nền dân chủ, và bên còn lại thì cho đến nay vẫn không thể làm gì nhiều để bảo vệ nó, thì nước Mỹ đang rất cần các thành phần dân sự, các nhà hoạt động, các nhà cải cách dân sự nhân quyền, các nhà báo và những người Mỹ bình thường cần phải bắt tay nhau để xây dựng phong trào ủng hộ dân chủ ở Hoa Kỳ. Đã có những nhà hoạt động như là Stacey Abrams và phong trào đấu tranh công bằng ở Georgia, hay linh mục William Barber và chiến dịch nhân dân nghèo. Họ đang nỗ lực cải cách quyền bầu cử, nhưng không có được sự ủng hộ từ quốc hội, từ đảng Dân Chủ. Nhưng những phong trào này, họ cần phải có thêm những nhà hoạt động nhiều nữa trên khắp đất nước để đưa các cải cách ủng hộ dân chủ lên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc gia. Và các nhà báo lại có vai trò quan trọng trong nỗ lực gìn giữ tài sản thiêng liêng của đất nước. Đó là nền dân chủ của tất cả mọi người, không chỉ của riêng ai. Báo chí ở Hoa Kỳ có thể tồn tại và đứng vững như hiện nay là bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ tự do. Thưa quý vị, mặc dù các nhà báo họ có thể tuyên bố bằng sự khách quan trung lập, nhưng nhiệm vụ của họ là phải công khai bảo vệ nền dân chủ như một nguyên tắc đầu tiên trong nghề nghiệp của họ. Và để làm được điều đó một cách hiệu quả, nó đòi hỏi phải có sự tìm hiểu sâu sắc về các cách mà báo chí đã được sử dụng để nuôi dưỡng và duy trì các phong trào phản dân chủ ở Hoa Kỳ. Để kết thúc bài viết hôm nay, kính thưa quý vị, tôi muốn nói rằng nền dân chủ Mỹ không chết trong bóng tối.
nó cũng không chết trong các cuộc xung đột bạo lực như ngày 6 tây tháng 1. Nhưng nó chết vì sự thúc đẩy không ngừng của các lực lượng phản dân chủ. Nó chết vì sự rụt rè, nhút nhát của đối thủ. Nó chết vì sự đầu hàng vô điều kiện trước khi lâm trận của những người đang bảo vệ nó trước một nhóm thảo khấu. Cuộc nổi dậy ngày 6 tây tháng 1 chính là một phép thử cho thấy hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ đang thất bại và sẽ phải cần đến một phong trào ủng hộ dân chủ rộng rãi từ tất cả người Mỹ đang sống trên đất nước này. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa và phải làm cùng với nhau thì mới có thể hy vọng đưa đất nước trở lại từ bờ vực thẳm. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc quý vị một ngày vui vẻ, bình an. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.